Chung chung là mẹ mất công hái nắng mẹ rồi. đi ra mấy cái cù nào đấy là phải có người quen ở đây dắt đi mới ấy, thì mình biết mẹ nó dắt đi lung tung ra đấy buộc phải ăn, nhiều khi nó ép ăn luôn. Nó chơi cái thế gọi là như là bữa cơm giang hồ không ăn cắt tay thì phải mua bao nhiêu ký cho nó à. Có bao nhiêu chắc có nhỉ, như là mấy cái quán cơm tự với bà kể đúng không? Không, chắc ở đây bây giờ không, không thì, hiện tại giờ đang còn sớm quá đó. Thì đang mấy cái quầy hàng thì người ta đang đang đóng gói để chờ tối cho bắt đầu người ta mới bung ra. Tối xe đây không được đi bộ nữa. Đúng rồi, đi bộ thôi. Sơ thử xem ở đây có gì ăn uống không. Nhân dân quán là nhân quán. Ở đây thành phố nó rất là sầm uất, đã được nhờ được cái địa thế nó cao, nên người ta có thể làm nhà cửa rồi xây dựng khách sạn, hotel, và đất kia đám này chắc cũng mắc lắm đây, thành phố mà. Ở đây cũng có một nhà thờ kinh doanh bà con. À quên, nhà chùa kinh doanh. Đây cái chùa đây nè. Ở dưới thì người ta cho thuê để bán hàng ở chùa Bảo An. Rồi ở trên thì khách sạn hay gì đó. Không, đâu phải. Bên kia hả? Đó. Ở chùa Bưu Ân. Có nhiều chùa ở đây họ mọc nhiều quá chừng nè. Ở đâu? Dân chúng ở đây mày sống sầm uất quá chừng đi chứ.